Thưa quý vị, hiện nay, tình trạng dừng, đậu xe ô tô trái quy định, cản trở các phương tiện tham gia giao thông còn diễn ra phổ biến tại một số tuyến đường nội thị thành phố Bà Rịa, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nhiều con đường trong nội thị thành phố Bà Rịa vốn đã nhỏ hẹp, mật độ phương tiện lưu thông đông, lại thêm tình trạng xe cộ đậu tràn lan trên nhiều tuyến đường, gây phiền phức cho người dân. Tại đường Nguyễn Văn Linh, sáng nào cũng có vài chục xe ô tô đậu hàng dài dưới lòng đường, khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng. Đoạn đường này có lòng đường hẹp nhưng nhiều xe vẫn đậu song song. Ở đây là coi như là đậu rất nhiều. Khu vực mình là coi như ăn uống, cà phê rồi cũng đông. Đó. Thì người ta đi, người ta ăn, người ta phải nhà, người ta phải đậu xe thôi. Đậu nhiều quá, ảnh hưởng. Địa phương nhắc nhở rồi ấy, nhưng mà tình trạng thấy cũng khó giải quyết. Tương tự tại khu vực đường Lê Bảo Tịnh, Phạm Ngọc Thạch, thành phố Bà Rịa, nhiều khách đến dùng điểm tâm, uống cà phê cũng thẳng nhiên đậu xe ô tô song song. Thậm chí có xe còn đậu lấn vào phần đường dành cho người đi bộ. Ta buôn bán là phải nhờ có khách, mà khách thường thường ở đây nhiều loại lắm. Có ngồi người là đi toàn là xe con, xe hơi không. Mà có 10 người là có 10 chiếc là để là án đường. Như ở ngoài ngã tư bên đây là cái che khuất tầm nhìn của những người ở cái khu giao lộ rồi. Đó. Tại vì cần phải xử lý ngay những cái khu ở ngay cái giao lộ là quan trọng. Đường xá hiện nay cũng rộng rãi nên mọi người cứ nghĩ đậu sát vào vỉa hè một chút cũng không sao. Nhưng thực ra sẽ gây cản trở giao thông rất lớn, gây khuất tầm nhìn, đồng thời cũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tình trạng xe ô tô dừng, đậu tràn lan không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho mọi người. Nguyên nhân là do một số tuyến đường trong nội ô thành phố Bà Rịa nhỏ hẹp, phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều. Trong khi đó, nhiều người thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện giao thông nên dẫn đến tình trạng đậu dừng xe tùy tiện gây cản trở giao thông. Trước thực trạng trên, mong rằng lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện dừng đỗ đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm những phương tiện cố tình vi phạm. Về phía người tham gia giao thông, cần phải nâng cao ý thức hơn, chấm dứt tâm lý tiện đâu dừng đỗ đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và văn minh đô thị.